Vụ án Hồ Duy Hải được công luận quan tâm đặc biệt hơn sau khi hội đồng thẩm phán gồm 17 vị hôm 8 tháng 5 năm 2020 đã thống nhất bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ nguyên bản án tử hình đối với anh Hồ Duy Hải tại phiên giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm không phải cấp xét xử mà là thủ tục xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Quyết định của hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Trưa ngày 10 tháng 5 năm 2020, trở về Long An sau quyết định của hội đồng thẩm phán, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và một vài vị đại biểu Quốc hội, khẩn thiết kêu gọi họ với cương vị công tác và quyền hạn của mình, kiến nghị đến các cấp thẩm quyền và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và đề nghị xem xét các tình tiết quan trọng của vụ án do luật sư Trần Hồng Phong đưa ra khi tham dự phiên tòa giám đốc thẩm, nhưng Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không xem xét nghiêm túc và khách quan. Chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái Hồ Duy Hải nói với RFA tối 11 tháng 5. Dạ, hiện tại thì gia đình mình gửi cho bà Lê Thị Nga để chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ông Lê Thanh Vân và ông Lê Minh Trí. Ông Lê Minh Trí là viện trưởng tối cao đó chị. Dạ thì gia đình cũng định sắp tới thì cũng theo đi bình nhưỡng và ông Trương Cộng Nghĩa, nhưng mà cái nội dung thì cũng là thư tay thôi, giống như một cái lời mà mình muốn trình bày thôi, ý kiến riêng đó, chứ không phải là mình biết cái pháp luật như từ trước đến nay nữa. Dạ thì hy vọng là mọi người trong quốc hội cùng lên tiếng nữa để xem xét được cái phán quyết này một lần nữa, tại vì từ quốc hội có người can thiệp. Dạ thì mình hy vọng là lần này cái phán quyết này được sự giám sát chặt chẽ của quốc hội, chứ lại là phải công khai chứ không có nghe giống như phiên tòa vừa rồi như học kính. Theo chị Thủy thì mỗi khi có dịp bà Lê Thị Nga đều đưa trường hợp Hồ Duy Hải ra trước quốc hội nên gia đình chị có niềm hy vọng. Một người từng làm việc cho ngành công an rồi tham gia chống tham nhũng từ năm 1984, bà Lê Hiền Đức cũng lên tiếng với Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải. Bà cho biết đơn đề nghị xem xét của bà được gửi đến bà Lê Thị Nga hôm 9 tháng 5, đề nghị bà Nga với cương vị công tác và quyền hạn của mình báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và đề nghị hủy bản án đã tuyên, tiến hành điều tra lại. Bà nói với RFA. Tôi chỉ là đứng về cái nhiệm vụ của tôi là công an cũ, thì tôi thấy nó cái nghi ngờ nhất là làm cái gì thì phải có chứng cứ. Hôm nay nó ra chợ nó mua dao với thớt về, anh ấy tôi bức xúc nhất là cái chuyện ấy. Tôi không phải là luật sư mà tôi cũng chả biết gì về thứ điều luật nọ luật kia. Vì một mạng người thì tôi lên tiếng, nhưng mà nó rất khó là vì bây giờ nó giơ tay 17 người, nó giơ tay hết cả 17 rồi. Đơn của tôi không phải là cầu cứu gì cả vì tôi không phải là nạn nhân. Chứ còn bây giờ cứ phát biểu trên mạng, tôi nói thật với chị, phát biểu trên mạng cũng chỉ là gọi là nói lên cái chính kiến của mình thôi, chứ không thể nào giải quyết được. Bà Lê Thị Nga vào năm 2015, khi đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam, từng tới trại giam để gặp Hồ Duy Hải và sau đó có bản kiến nghị về việc xem xét kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ngoài bà Nga, một số đại biểu quốc hội khác cũng lên tiếng về vụ án Hồ Duy Hải được truyền thông trong nước đưa tin. Chẳng hạn như tiến sĩ luật Lê Thanh Vân, đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau nêu ý kiến rằng quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao trong phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải vừa qua là không thỏa đáng với các căn cứ đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra trong kháng nghị trước đó. Hay đại biểu Quốc hội, luật sư Trương Trọng Nghĩa cũng lý giải rằng bản án này là án tử hình và đã tử hình thì nếu sai sót sẽ không còn cơ hội để sửa chữa. Do đó, ông nhất trí với đề nghị Quốc hội giám sát tối cao việc xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội cũng lên tiếng cho rằng khi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là người trực tiếp không kháng nghị vụ việc, mà bây giờ lại ngồi ghế chủ tọa để xét xử, thì đương nhiên xã hội, người dân, cử tri có quyền nghi ngờ tính công minh, thiên vị, vô tư của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao,
nghi ngờ việc mang tính định kiến tư pháp vào ghế chủ tọa. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu quan điểm của ông với AFA về việc cầu cứu đến Quốc hội của thân nhân Hồ Duy Hải. Thật ra theo quy định pháp luật á, thì vẫn Quốc hội thì vẫn có quyền can thiệp, nhưng mà khi mà họ can thiệp thì thật ra họ lại can thiệp là yêu cầu hội đồng thẩm phán để xem xét lại. Mà ở đây là cái hội đồng thẩm phán là họ có 17 vị và họ phát lần rồi, cho nên bây giờ không, hầu như là nếu có họp lại thì cũng nhiều đó người thì họ chắc chắn là nhiều khả năng họ sẽ giữ cái quan điểm cũ của họ thôi. Nếu mà họ làm, họ thành tâm họ làm, họ qua là quyết liệt thì vẫn có thể làm được, nhưng mà không, những cái vụ án này á, một khi mà nó lên cao đến mức độ như ở đây á, tức là cao đến mức cao nhất rồi á, thì nó không phải thuần túy là cái chuyện pháp luật nữa, mà nó sẽ là cái chuyện tương quan chính trị. Là một nhà quan sát thời cuộc, cũng là một blogger, ông Nguyễn Ngọc Già nhận định cơ hội sống sót của Hồ Duy Hải. Có thể cứu được tử tù vô tội Hồ Duy Hải thì cần phải có sự cho phép của 15 vị bộ chính trị. Thì tôi nghĩ là 15 cái cánh tay đồng thuận trong bộ chính trị thì mới có khả năng bác bỏ 17 cánh tay của các thạc sĩ, tiến sĩ, luật sư, nhưng họ không hề hiểu biết. Điều đó cũng không thể trách họ, bởi vì cái nguyên tắc quan trọng nhất và bất di bất dịch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, đó là lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Vì vậy, chỉ có sự đồng thuận của toàn thể bộ chính trị thì mới có khả năng cứu được tử tù vô tội Hồ Duy Hải. Ông Nguyễn Ngọc Già nói thêm rằng, trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì hai người có thể cứu vớt cho Hồ Duy Hải, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, và bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị. Theo ông thì hai nữ công bộc này phải thể hiện lương tri, trách nhiệm và nên đứng ở vị trí người mẹ như bà Nguyễn Thị Loan để đồng cảm và ban cho Hồ Duy Hải con đường sống. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải, tin nóng vì sao vụ án Hồ Duy Hải ở Long An lại thêm một trận thua nửa của truyền thông. Khi đồng đến bức tường cấm của Bộ Chính trị, thì 100 hay 1.000 tờ báo hay cho dù 1 vạn người như luật sư Trần Văn Tào cũng sẽ thất bại, chứ xá gì một gia đình liệt sĩ như bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Trên trang Facebook của chị Thủy Cúc, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, đang đếm lùi thời hạn cho ngày sống của tử tù Hồ Duy Hải. Liệu lần này áp lực truyền thông có cứu được mạng sống cho anh thanh niên này không? Chúng ta trở lại Long An với vụ nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại vì dám viết bài chống tiêu cực vào năm 2011. Sau những vụ án, các nhà báo Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ, Nguyễn Việt Chiến của Thanh Niên bị bắt vì chống tiêu cực, thì vụ án của nhà báo Hoàng Hùng là cơ hội cho báo chí lề đảng phục thù, nhưng rồi thêm một trận thua đau đớn, tức tưởi cho làng báo. Cái đau đớn nhục nhã không chỉ dành cho báo Người Lao Động, mà là một tang thương ê chề cho cả làng báo trong nước và ngoài nước. Các phiên tòa xét xử bà Liệu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng diễn ra tại Long An, như những tính tuồng tấu hài, tình nhân bà Liệu là ông Nguyễn Văn Tâm, một cán bộ quản lý thị trường của tỉnh Long An, được cho là vô can trong cái chết của nhà báo Hoàng Hùng. Giới nghiên cứu luật pháp và truyền thông của Việt Nam đang ngờ ngàng bởi các quyết định của tòa án tỉnh Long An về việc sát hại nhà báo Hoàng Hùng, thì thêm một việc chấn động lần đầu tiên xảy ra trong ngành tố tụng Việt Nam. Tòa án tỉnh Long An trích xuất dân đồ bà Liệu từ trong tù để tham gia vụ kiện dân sự đòi nợ của ông Nguyễn Văn Tâm dành cho bà Liệu. Nhân thân của ông Nguyễn Văn Tâm là ai? Có quyền trên cả sự thật khách quan và pháp luật tại Việt Nam đang hiện hành. Ông Nguyễn Văn Tâm, cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An, là con trai của một cựu chủ tịch tỉnh Long An vừa mới về hưu trước đó. Chỉ là con trai của một vị cựu chủ tịch trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 10 mà ông Nguyễn Văn Tâm được cho là vô tội trong vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng. Dù chứng cứ rành rành trong các tin nhắn hay thư từ trao đổi giữa ông Tâm và bà Liệu, rồi ông Tâm còn yêu cầu trích xuất bà Liệu từ trong tù ra tham gia vụ kiện tụng đòi nợ của ông. Quay trở lại vụ án Hồ Duy Hải cho thấy, vụ án này được cho là oan khiên, chấn động hiện nay. Từ tù Hồ Duy Hải đang đếm từng ngày chết, nhưng nhờ dư luận lên tiếng nên thi hành án hình sự của tỉnh Long An đã tạm hoãn thi hành án để báo chí cung cấp thêm những tình tiết mới cho Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao để xem xét. Ngày 13 tháng 1 năm 2008, hai nhân viên bưu điện Cầu Voi ở Long An bị sát hại. Sau đó, nghi can Hồ Duy Hải bị bắt và kết án tử hình.
vì bị kết án sát hại hai nạn nhân ở bưu điện này. Có nhiều tình tiết cho thấy quá trình điều tra vi phạm tố tụng, nạn nhân ra tòa bị ép cung, dùng nhục hình ép nhân tội, từ chối luật sư, kết quả khám nghiệm hiện trường không khớp với dấu vân tay bị cáo, các nhân chứng vật chứng bị cho là ngụy tạo. Gia đình kêu oan suốt hơn 12 năm trời, truyền thông Chúa Cứu Thế vào cuộc cùng với mạng xã hội Facebook làm cho vụ án này được quan tâm. Người có công thổi vụ án này lên báo lề đảng là luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Cái kích ban đầu này sẽ có hiệu quả hơn nếu ở trên trung ương, mà cụ thể hơn trong bộ chính trị hiện nay có một người chịu là bà đỡ đầu cho vụ án. Vì ở Việt Nam không có vụ án nào có hiệu quả khi không có một người nào trong bộ chính trị bật đèn xanh cho đi tiếp. Truyền thông cùng bị cấm đề cập, chứ nói chi đến là vụ án được xem xét thấu đáo. Lần theo dấu vết về các quan hệ tình cảm của hai nạn nhân bị sát hại năm 2008, thì các phóng viên của một tờ báo công an trong nước cho biết là thủ phạm chính là cháu của một cựu phó chủ tịch nước. Thực chất là một vụ án tình, Hồ Duy Hải chỉ là vật tế thần, y hệt bản chất trong vụ án người đàn ông bị sát hại trong xe Lê Sớt ở Hà Nội. Thủ phạm giết người chính là cháu nội của ông Nông Đức Mạnh, còn cô sinh viên Vũ Kim Anh chỉ là vật tế thần. Toàn bộ vụ án năm xưa được dân làm báo phanh phui, thì ngay sau đó trang dân làm báo bị hacker trong nước đánh sập. Một phóng viên của báo công an trong nước uất ức quá khi biết rõ bản chất vụ án Hồ Duy Hải bị oan, lên phơi than thở. Ngay lập tức phóng viên này bị đe dọa, ban biên tập của tòa báo này dọa sẽ kỷ luật. Báo chí chỉ là công cụ thì làm sao thắng được ông chủ sử dụng thành thạo cái công cụ đó. Khi đụng đến bức tường cấm của bộ chính trị thì 100 hay 1.000 tờ báo hay cho dù 1 vạn người như luật sư Trần Văn Tạo cũng sẽ thất bại. Chứ xá gì một gia đình liệt sĩ như bà Nguyễn Thị Loan, mẹ từ tù Hồ Duy Hải, anh nhà báo Hoàng Hùng của báo Người Lao Động cũng là con liệt sĩ đấy. Nhưng vụ án của anh chỉ gặp con của cán bộ về hưu mà báo chí còn thua, thì xá gì thủ phạm là cháu của cựu phó chủ tịch nước, lại có họ hàng với ông bác từng làm chủ tịch nước. Thêm một nén nhang tăng thương nữa cho trận thua nhục nhà tiếp theo của báo lề đảng trong nước. Nhìn hình ảnh bà Loan, mẹ của Hồ Duy Hải thất thần, là người trước cổng tòa để kêu oan cho con, tôi thấy mình đang mang món nợ không bao giờ trả được, món nợ trừ nghĩa, món nợ công lý. Đó là nỗi niềm của một đời làm báo. Tôi, nếu Việt Nam cần có một ngày nhà báo để được tôn vinh nghề nghiệp này, thì chỉ nên nói ngắn gọn là ngày nhà báo Việt Nam, vì từ thân nghề báo, nếu là báo thật, đem tới cho xã hội những thông tin mới lạ, để bao hàm tính chất cách mạng. Thêm chữ cách mạng vào ngày này, vừa thừa nghĩa vừa gây ra sự phân biệt giữa báo cách mạng, báo không cách mạng, chưa cách mạng, báo lề trái, lề phải, lề đảng, lề dân, biết bao thứ phân chia mà tiêu chí thì hết sức mơ hồ. Nếu lấy ngày ra báo Thanh Niên làm mốc cho báo chí cách mạng Việt Nam, thì những tờ báo của Nguyễn An Ninh ra đời năm 1923, báo Le Paria, người cùng khổ của nhóm Nguyễn Ái Quốc, ra đời 1922, thuộc vào dòng báo chí nào? Lấy tiêu chí báo cách mạng là báo của Đảng, thì chẳng lẽ có những tờ báo như Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng không là báo chí cách mạng hay sao? Ấy là chưa nói đến những tờ báo tiền phong như Gia Đình Báo, Nông Cổ Mím Đàm, Lục Tình Tân Văn, tuy do người Pháp đứng tên chủ nhiệm, nhưng nội dung trong thời kỳ chữ quốc ngữ còn phôi thai, dân trí còn thấp, Đảng chưa ra đời tác động của nó đã tạo ra hiệu ứng văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa, thì không thể phủ nhận vậy được. Vậy những báo đó là loại nào? Một đặc trưng mà không ai chối cãi được của báo chí là thông tin, mà giá trị của thông tin là sự thật. Hỗn nổi với những phương pháp luận và kỹ năng uyển chuyển của thời nay, thì lắm khi giữa sự thật và thông tin báo chí có khoảng cách rất xa. Đơn giản thôi, trong những ngày báo chí cách mạng đang rộn rã tiệc tùng, chiêu đài, hoa tươi tràn ngập trong các tòa soạn, thì trước trụ sở tòa án tối cao, ba gia đình đang vật vã kêu oan đòi công lý. Gia đình của từ tù Hồ Duy Hải, gia đình của Nguyễn Văn Trưởng kêu oan cho hai án tử hình. Gia đình em Trần Thị Hải Yến đòi công lý cho con bị công an đánh chết oan. Bằng cảm tính, tôi không tin rằng những người dân yếu ớt ấy lại dám đem thân cò của mình ra vu cáo chính quyền. Bằng những thông tin và hiểu biết của mình, tôi tin vào phát biểu của bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, phó trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của Hồ Duy Hải. Chỉ cần một trong 4 căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, trong khi vụ án Hồ Duy Hải có đầy đủ 4 căn cứ gồm việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa, phiến diện hoặc không đầy đủ, kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố xét xử, có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự, những vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng của vụ án được thể hiện trong quá trình điều tra như khám nghiệm hiện trường và quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ,
thiếu sót trong trưng cầu giám định, không được làm rõ trong điều tra xét hỏi tại phiên tòa, kết luận trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, chứng cứ ngoại phạm, kết luận trong bản án sai với kết luận giám định, đặc biệt là bản án phúc thẩm đã phản ánh không đúng về phiên sơ thẩm. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án đều lựa chọn sử dụng những chứng cứ có lợi trong việc buộc tội mà không phản ánh trung thực khách quan những chứng cứ có lợi cho việc gỡ tội. Mới đây, ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận là các cơ quan tố tụng có sai, có vi phạm tố tụng nhưng không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án, thì bà Nga đã chỉ ra bản chất của vấn đề là án tử hình được tuyên theo chủ ý suy đoán có tội của các cơ quan tố tụng. Nguyên văn lời phát biểu của bà Nga tại Quốc hội là: việc lãnh đạo liên ngành tư pháp Trung ương vừa qua tại báo cáo số 38 kiên trì bảo vệ bản án kết tội Hồ Duy Hải trên cơ sở chủ yếu căn cứ vào lời khai nhận tội của Hải mà bỏ qua những lời khai không nhận tội, bỏ qua hàng loạt vi phạm nghiêm trọng cả về nội dung và tố tụng. Theo tôi, đây là một minh chứng rõ ràng của suy đoán có tội và phụ thuộc vào lời nhận tội. Rất tiếc sự thật này không được đưa lên trang báo nào. Sự chinh vinh giữa việc bỏ qua hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng cả về nội dung và tố tụng, suy đoán có tội với có sai, có vi phạm nhưng không làm ảnh hưởng đến bản chất của vụ án, dẫn đến kết quả là một thanh niên sẽ bị tử hình, mà đâu chỉ có Hải, Trường, còn Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Đức Long và bao nhiêu người khác nữa. Nhìn hình ảnh bà Loan, mẹ Hồ Duy Hải thất thần là người trước cổng tòa án để kêu oan cho con, tôi thấy mình đang mang món nợ không bao giờ trả được, món nợ chữ nghĩa, món nợ công lý. Đó là niềm tin của một đời làm báo.